Ma. Ua. 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 Mạnh mẽ lên. Sao mới ăn đủ đất? Ui. Ua. Ui. Ua. Nhìn dặn bớm rồi. Ua. Nhìn cho tay bạn nó lỡ phát luôn. Ua. Kinh. Ua. Đảo như thuốc. Ua. Đây không chạy đâu rồi. Vào đây này. Ui, 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 ui. Đây đây đây. Vào đây, vào đây, bùn bùn vào đây. Ua. 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 Từ từ ngoan. Wow. Oh my god. Wow. Wow. Mày quá, có bùn nó bới hộ mình một khúc rồi. Bản phết. Giỏi lắm con. Chạy đâu được hết. Wow. 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 Ô. Mạnh mẽ lên. Sao vừa ăn đủ đất? Ui. Ua. Ui. Ua. Cái gì nó dạm bớm rồi. Ua. Nhí cho tay nó lại phát luôn. Ua. Kinh kinh. Ua. Đảo như thuốc. Ua. Mày quá. Ui. Đi con. Đi. Ui, nó mới, ui, nó mới, ui. Về luôn. Ui. Thấy chưa? Em. Cố gắng con, tí nữa. Ôi trời ơi, ôi không đồ ngươi ấy. Ôi mẹ ơi. Ôi. Ôi đây. Ôi trời ơi. Trúng quả rồi. Con gì? Quả cưa anh em ơi. Quên, dọn phần này đi, quên này. Trốn đâu? Đây đây. Wow, trúng quả rồi. À, dọn này. Oh my god. Bun đây, lệnh bun đây. Còn gì nhỉ? Bun quyền. Hồ chúa. Hồ chúa. Hồ chúa. Người xem nào. Nhìn này. Anaconda. Không phải hồ chúa thôi. Anaconda. Wow. Anaconda thọ vàng này đâu. Wow. Oh my god. Oh. Tuyệt vời. Oh. Anh em mình lên gặp bay rồi mọi người. Mày còn bun nữa ấy đấy. Mở rộng nó đi, mở rộng hai bên đi. Mở rộng. Quyền này, mau đi á. Mở rộng á. Đây,
Mệt quá. Dàn Python. Ô con này nếu mà về bán nó khối tiền mọi người ạ. Nếu mà những người làm chơi phong thủy thì mình đẳng cấp luôn. Đấy, những người bình thường thì cảm giác nó là rất bình thường, nhưng mà riêng con này nếu mà người làm chơi phong thủy sẽ chắc chắn sẽ phải chấp nhận mua giá cao. Đấy, nếu ai mua con này cứ liên hệ với anh em mình. Ai gọi bùi cao đó. Thôi đào đó. Đây, mình đào bên này. Đâu đâu đây? Chưa biết, chưa biết đâu thế nào đấy. Đâu đâu đấy. Đấy là người ta có cắn đấy. Đâu đây? Đâu phải là khúc này ra, nuôi đâu? Mót rồi. Úi, nuôi ra, nuôi ra đây. Ôi, ôi nó ra rồi. Anh lấy túi nha, tháo ba lô lên lấy túi. Ôi. Có ra mà luôn. Wow. Làm gì nhỉ? Wow. Ôi nó vàng nhỉ. Wow. Tôi cắn cắn đi cắn đi. Wow. Oh. Wow. Cho nó ra đây quyển này. Cái bùn hôm nay này là công rồi. Cho đây, vào việc luôn. À, ui, nhanh nhanh nó chui lỗ kìa. Anh em mình trúng quả rồi mọi người nhá. Con này là con Python vàng mọi người nhá. Python Gun. Này anh em mình có khách đặt rồi, anh em mình mới bắt. Có khách đặt rồi, nếu có bắt được con vàng này họ sẵn sàng mua giá cao. Đấy, thì nếu mà ai có muốn mua những con chăn như thế này cứ đặt với anh em mình. Thì anh em mình sẽ có, anh em mình sẽ bán cho. Anh em mình về cũng chiều tối rồi. Chiều tối rồi. Quán nó con bít buôn về trước thôi. Thôi mọi người, có lẽ là cái video này của anh em mình là sẽ kết thúc ở đây mọi người nhá. Thì anh em mình về nghỉ ngơi hôm nay là làm việc hôm nay cả ngày hôm nay nó cũng thành quả, nó có một con mọi người. Cái con này là nó chăn bò, bác cái chăn bò ở đây này nó gặp bác này. Rừng núi này. Chỗ đấy. Anh em mình toàn chăn ở trên rừng núi thôi. Mọi người yên tâm. Thôi chào mọi người, hẹn mọi người video nhá. Xin chào mọi người nhá.